Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin nhắc lại là nếu như quý vị mà đang xem ở trên Facebook á, hoặc là quý vị sẽ xem lại ở trên YouTube, thì khi mà quý vị thấy cái dòng chữ Lido Sài Gòn TV chạy ngang màn hình á, thì cái dòng chữ đó có thể khiến cho nhiều quý khán giả cảm thấy khó chịu. Nhưng xin quý vị thông cảm là bởi vì đài bắt buộc phải cho dòng chữ đó chạy lên để tránh cái chuyện mà bị ăn cắp các cái clip. Từ lúc mà làm YouTube, làm Facebook đến bây giờ đó, thì tất cả các chương trình Thời sự thế giới cũng như là Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV đã bị ăn cắp hầu như là cứ vừa ngay bây giờ, ngay cái lúc này đây, thì những cái tên kẻ cắp nó cũng đã download xuống để mà đưa lên. Thành ra khi mà nếu mà để cái dòng chữ đó thấp xuống một chút á, thì họ crop ngang ngay chỗ đó. Thành ra tại sao dòng chữ nó đưa lên hơi bị cao, nhưng mà xin quý vị thông cảm cho đài là bởi vì trong thời gian qua liên tục cho nên đài phải suy nghĩ cái cách nào mà để không có bị ăn cắp như thế. Tất cả giống như là cái công sức của mọi người làm ra đó, thì có những kẻ chỉ ngồi đó chờ xong đưa lên là lấy cắp, đưa lên là lấy cắp thôi. Và nó cứ drop ngang để không thấy được cái dòng chữ Lido Sài Gòn TV phía dưới nữa. Họ cứ lấy ngang. Nhưng mà kể từ hôm thứ hai, khi mà đưa những cái dòng chữ đó chạy lên đó, thì cái việc đó có được giảm đi một chút xíu. Thì một lần nữa xin quý vị thông cảm. Quay trở lại với tình hình Covid ở Việt Nam. Và sở dĩ nói về tình hình Việt Nam là bởi vì như đã nói, đó là nơi mà tất cả chúng ta giống như là máu chảy ruột mềm thì đều quan tâm coi nó như thế nào. Thí dụ như ở Mỹ thì cái chuyện mà Covid nó nhiều, nhưng mà cái xã hội này dẫu sao nó vẫn có cái kỷ cương và pháp luật hơn. Thành ra người ta vẫn đỡ lo lắng hơn, cũng như những cái giải pháp của chính phủ dành cho người dân, giúp đỡ người dân. Trở lại ở ngay Sài Gòn đó, thì với cái tin rằng là họ đồn rằng là ngày 15 tây tháng 7 này thì cả thành phố Sài Gòn sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, là lockdown. Thì trước cái tin đó thì bắt đầu từ sáng ngày thứ tư ở Việt Nam, người ta đã dồn đi đến các nơi để mà người ta mua thuốc, mua thực phẩm. Thì nó dẫn đến cái chuyện là quý vị sẽ nhìn thấy như trong hình đi, chưa đến giờ mở cửa nhưng mà người ta đã xếp hàng ở phía ngoài cái nơi để mà siêu thị người ta vào để mua thực phẩm. Mặc dù rằng là chính quyền thì nói rằng đừng có lo lắng, sẽ không có chuyện thiếu thực phẩm. Nhưng mà giá cả tăng là có thật, người ta khó mua đồ là có thật. Rồi không chỉ xếp hàng ở ngoài, rồi có những người được vào bên trong lại cũng phải ngồi để chờ đến giờ để mà được mua. Mỗi lần như vậy thì có mấy chục người được vào bên trong. Thì khi vào bên trong quý vị nhìn thấy nó cũng rất là đông đúc. Rồi chưa kể là mua rau, trái cây không, thì người ta còn mua đến xếp hàng là mua thuốc nữa, trữ thuốc ở nhà. Đó, rất là nhiều cái tình trạng như vậy. Thì mặc dù là chính quyền nói rằng sẽ không có cái tin, bác bỏ cái tin là có phong tỏa, nhưng mà nhiều người ta cũng bày tỏ cái sự lo ngại á. Họ nói rằng là nếu như là chỉ là tin đồn không á, có thể họ bỏ qua, nhưng mà một khi á, chính quyền lên tiếng bác bỏ thì họ lại lo, bởi vì kinh nghiệm thực tế đã cho thấy rồi, nói ngày hôm trước hôm sau đã khác, cho nên không có tránh khỏi cái sự âu lo của người dân, khi nhất là khi chính quyền lên tiếng. Ngọc Lan có nhớ là những cái năm mà có cái chuyện đổi tiền đó, thì chỉ có thông báo trước là 2 ngày đó là tính cái tin đồn này nó được lan rộng ra, thì chính quyền đã ra những cái bản tin nói rằng là bác bỏ, là không có cái chuyện gọi là đúng đổi rồi. Tiền khoa đó sau 2 ngày là cái chuyện đổi tiền có thật. Rồi cái chuyện phong tỏa Sài Gòn đó cũng là cái chuyện mà gọi là bây giờ có nhiều cái mà người dân người ta không còn tin được nhà nước nữa.
khi mà nhà nước, như Ngọc Anh nói đúng lắm, khi nhà nước bác bỏ cái tin gì đó là tin đó là có thật. Cho nên đó, cái việc mà phong tỏa Sài Gòn trước cách đây 2-3 ngày đó, thì thưa quý vị, báo trong nước, báo nào cũng đăng hết là chính phủ đã bác bỏ đi những cái tin đồn là phong tỏa Sài Gòn này kia, qua ngày hôm sau là phong tỏa thật. Rồi bây giờ mới đây nữa đã lan là chỉ thị số 15 cộng, tức là 15 plus, rồi chỉ thị số 16 plus là cộng đó quý vị. Có nghĩa là họ nói rằng là nhà nước đã có sẵn trong tay những cái văn bản rồi. Rồi những cái tin đó đã được nội bộ truyền ra cho người thân ở nhà. Người thân ở nhà đồn ra tới ngoài, rồi giờ nhà nước lại gọi là bác những cái tin đó đi. Làm gì có chỉ thị số 15 cộng, rồi 16 cộng, chỉ thị 16 là hết rồi. Cho nên á, người dân mới lo lắng, và quý vị thấy là đi xếp hàng để đi siêu thị. Ngày hôm qua tôi có người quen gửi cho vài tấm hình ở những cái siêu thị ở bên quận 2 nha quý vị nha. Không còn một con cá, không còn một miếng thịt ở trên những cái quầy. Các nhà thuốc Tây thì đông người xếp hàng. Họ nói rằng là thuốc Tây là thiết yếu, họ được quyền xếp hàng để đi mua thuốc. Như vậy thì những cái chỉ thị của nhà nước đưa ra trong cái thời gọi là dịch bệnh như vậy đó, chỉ làm khổ người dân mà thôi, chứ chả thấy giúp ích gì được hết. Ở bên Hoa Kỳ này thì nó khác, cái xứ tư bản dân chủ thì nó khác hơn là xứ của Cộng sản. Tôi có Google ở trên cái trang Google đó, là những nước nào là những nước còn ở trong chế độ Cộng sản bây giờ đó, thì họ để là Trung Quốc, Lào, Cuba và Việt Nam. Không thấy có Bắc Hàn. Thì không biết là tại sao mà không có liệt kê Bắc Hàn là một cái nước, là một nước Cộng sản. Vì cái chế độ đó, các thứ thấy không? Nó hà khắc. Riêng Cuba, bây giờ mình nói chuyện là những nước Cộng sản nó đối diện với lại những cái dịch Covid-19 này với người dân như thế nào. Thì qua bên Cuba thì quý vị cũng nghe tình hình của bên Cuba trong mấy ngày vừa qua đó, thì có những cái cuộc biểu tình trên khắp toàn quốc Cuba. Nhiều nơi đã có những cuộc biểu tình lên tới cả hàng ngàn người. Họ chống đối chế độ vì chế độ tham nhũng, là chế độ đã không có làm ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của người dân, như là thiếu lương thực, thiếu thuốc men, cách để họ gọi là phòng chống dịch như thế nào làm cho người dân bị lây nhiễm quá cao, rồi đói kém nữa, rồi bây giờ không có công ăn việc làm nữa. Thì tình hình ở bên Cuba cho đến ngày hôm nay đó thì tạm là ổn, tạm lắng lại những cái cuộc biểu tình, nhưng mà đã gây lên những cái tiếng nói mà nhiều nước trên thế giới họ đang nhìn vào Cuba, đặc biệt là Mỹ nè. Mỹ rất là gần với Cuba, mà Mỹ là một trong những cái nơi mà gọi là có những cái lệnh gọi là hà khắc với lại Cuba, vì cái nước đó theo cái chế độ Cộng sản. Còn có 3-4 nước nữa thôi là chế độ Cộng sản: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba. Cuba, nước Việt Nam bây giờ đã cũng có nhiều người đang nhìn tới Cuba như là một cái đường hướng mới. Họ đứng lên, họ nổi dậy lên, họ biểu tình là tại vì không thể chịu nổi nữa rồi. Cái người không có đầu óc mà lãnh đạo đất nước thì đưa đất nước đến cái tình trạng như ngày hôm nay: thiếu lương thực, thiếu tiền bạc, thiếu lượng thực phẩm, đói kém, rồi không có công ăn việc làm. Đất nước mà bây giờ quý vị thấy là còn xài tivi trắng đen đó. Đó là như vậy đó. Quay trở lại với tin địa phương thì hồi trưa ngày hôm qua đó, ở quanh cái khu vực gần Lido Sài Gòn của mình, có một cái chuyện, một cái tai nạn xảy ra mà người ta tỏ ra rất là lạ lùng. Đó là một người phụ nữ bị lọt vào giữa một cái khe hở giữa hai cái tòa nhà, mà cái khe đó nó chỉ có một feet thôi. Đó, tức là nó rất là hẹp, 12 inches. Dạ, nó cũng một chút vậy, mà không hiểu tại sao á, cái người phụ nữ đó bị lọt vào giữa đó. Thì khoảng chừng 2 giờ trưa thì bên sở cứu hỏa, cảnh sát nghe tiếng gọi kêu cứu, báo là có một cái người bị lọt ở đó. Thì người ta, những người mà nhân chứng ở hiện trường á, người ta nói rằng là họ nghe cái tiếng, có một tiếng phụ nữ la hét kêu cứu mà họ phải đi vòng vòng ngoài. Cuối cùng họ mới biết là cái người đó bị lọt ở giữa cái khe đó, ở trên đường Harper đó, khoảng cái khu vực giữa một bên á, là một cái chỗ mà sửa xe hơi, rồi một bên á, là một cái tòa nhà. Thì khi mà cảnh sát tới đây á, họ nhìn rồi họ nói là giờ không biết làm sao để mà lôi cái người phụ nữ này ra, họ phải tìm rất là nhiều cách. Thì cuối cùng họ phải khoan một cái lỗ tường ở bên trong của một nơi nhà sửa xe, rồi từ đó mới lôi cái người phụ nữ này ra. Nhưng mà cũng điều lạ lùng đó là cái người phụ nữ này á, là hoàn toàn là
khỏa thân, không có một bộ quần áo nào trên người hết, thì người ta cũng không biết tại sao lại là như vậy. Thì quý vị nhìn trong hình ảnh á, thấy cái người phóng viên của đài KTLA họ đang đo cái bức tường mà được khoét để đưa cái người phụ nữ kia ra đó. Họ chỉ khoét đúng, họ đưa những cái máy dò, họ thăm dò coi chỗ nào người phụ nữ đó ở đâu, xong rồi họ mới đặt máy khoan vô, khoan một lỗ để lấy người, đem người phụ nữ đó ra. Bà đó đi đâu mà đi lạc vô cái giữa hai bức tường mà cũng không biết là tại sao mình lọt vô giữa cái bức tường đó như vậy. Đó thì ở đây là cái hình ảnh quý vị thấy, đó là một cái tai nạn mà rất là hy hữu xảy ra vào trưa ngày hôm qua, mà các báo đài ở quanh đây ấy, đều đưa tin hết, báo đài chính thống đều đưa, tại vì nó tiếng nó lạ quá. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.